Ai đã từng đi qua Hồ Trúc Bạch, Tây Hồ, Hà Nội chắc hẳn không khỏi một lần thắc mắc về sự tồn tại của ngôi đền nhỏ với những hàng cây xanh cổ thụ tùm soi bóng. Đó là ngôi đền Thủy Trung Tiên, từ xa xưa đã gắn liền với văn hóa tâm linh thờ thần chó, thần cẩu của người Việt, và tên gọi ban đầu của đền là Cẩu Nhi. Đền Cẩu Nhi xưa với tên gọi là đền Thủy Trung Tiên, nằm cách đường Thanh Liên khoảng 30 mét, với khuôn viên đẹp, xung quanh được bao bọc bởi nhiều cây cổ thụ, với một cây cầu bằng đá xanh chạm nổi dòng phượng hình vòng cung nối từ đường Thanh Liên vào cổng Tam Quan. Sự tích xưa kể rằng ngôi đền gắn chuyện với truyền thuyết tín ngưỡng dân gian liên quan đến sự kiện vua Lý Thái Tổ khoảng năm 1974-1028 lên ngôi và rời đô về Thăng Long. Theo một số sách thì trước khi Lý Công Uẩn lên làm vua, có con chó ở Châu Cổ Pháp, nay thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đẻ ra con sắc trắng có đốm đen thành hai chữ Thiên Tử, ứng với việc này vì vua Lý tuổi Tuất. Từ đó được vua cho dựng miếu thờ, sau miếu chuyển vào đảo Hồ Trúc Bạch và tồn tại đến ngày nay. Bà Đỗ Thị Kim Dung, ban quản lý khu di tích đền Thủy Trung Tiên cho biết, để có được khu thờ tự khang trang sạch đẹp, trở thành điểm đến du lịch tín ngưỡng cho du khách như hiện nay, đền đã trải qua nhiều thăng trầm của tạo hóa. Ngay từ khi bước vào cổng Tam Quan, ta dễ dàng cảm nhận được sự gần gũi của đền, có một sự kết nối vô hình với những ký ức về kinh đô xưa. Các mảng kiến trúc trong đền được phục dựng theo phong cách thời Lý, đặc biệt có nhiều phù điêu và tượng liên quan đến thần cẩu. Dấu ấn lịch sử còn sót lại là tấm bia đá xung quanh chạm nổi hình cánh sen khắc bốn chữ Di tích Cẩu Nhi. Trải qua thời gian, những chữ khắc trên bia đá nay đã mờ đi nhiều. Hiện nay tấm bia được cuốn bằng lớp vải đỏ bao bọc xung quanh, càng khiến cho câu chuyện về cẩu mẫu Cẩu Nhi trở nên ly kỳ và thú vị.